Thưa quý vị, giải thưởng Thiếu nhi Giấy Mèn lần thứ 3 năm 2022 có 8 tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất vì thiếu nhi của thiếu nhi được ban tổ chức chọn vào vòng chung kết. Trong đó, cây bút trẻ 9X Lê Quang Trạng ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang đã tạo ấn tượng với truyện dài Cá Linh đi học. Cá Linh đi học được anh viết hơn 2 năm. Tác phẩm như lời tâm tình gần gũi, hóm hỉnh và đầy màu sắc, lồng ghép hình ảnh sinh động về vùng đất châu thổ Cửu Long cùng những câu chuyện đậm màu cổ tích. Lê Quang Trạng không những vẽ nên một bức tranh miền Tây bằng nét cọ trẻ thơ xinh xắn, mà anh còn gửi gắm đến bạn đọc nhỏ tuổi những bài học về gia đình và tình yêu thiên nhiên. Lễ trao giải thưởng Thiếu nhi Giấy Mèn lần thứ 3 sẽ diễn ra tối nay 31 tháng 5 tại Hà Nội.